Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Sinh Tố. Nếu như đây là một thế giới khác hoàn toàn với thế giới thường mà các bạn biết trong video của mình, nên các bạn hãy lưu ý nhé. Vậy chúng ta cùng đến với Nếu như Hiha đã chết và biến thành God Hiha. Sau vụ thảm sát sinh nhật chết chóc ngày 2 tháng 10 và mình đã livestream, nếu các bạn không rõ thì hãy xem video lại cái livestream đó để các bạn rõ mọi chuyện hơn nha. Mình đã chết, mình chính là God Hiha, một người khác, một người dạng linh hồn nhưng vẫn sinh hoạt mọi thứ như người bình thường. Và God Hiha và Hiha là hai người khác nhau, các bạn nhớ nhé. Mình về làng và xây nhà mới tại làng thôi nào. Gỗ đập gỗ, bum 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 bum. Hôm nay để mình đi kiếm một người bạn nào chơi chung với mình mới được. Mình phải đi nuôi một con gì đó thôi. Không biết trên cái núi kia có con gì không ta. Đi thử coi. Lên. Ê, có con ngựa. Hello ngựa. Đây. Ngựa ơi. Con ngựa này nó lì quá, nó không chịu đi gì hết. Ê, trời ơi, mày dám đẩy tao xuống luôn. Không bắt mày nữa. Ủa sao ở này lại có mấy cái này vậy ta. Cái gì nè. Một hầm bí mật của ai vậy. Wow, kim cương, kinh nghiệm nữa. Lấy. Quá trời luôn, quá trời luôn. Lấy. Ủa có giáp enchant luôn. Wow, nhiều đồ quá vậy ta. Trời ơi, sao chỗ này nhiều đồ quá vậy. Cái phòng gì nè. Wow, đây là gì đây. Ảm hỏa. Ảm hỏa gì. Đơn đù đã chết. Đồ đã chết. Zero. Who know. Kinky. Abi. Sầu riêng. Jack BN. Toku. Ủa, ta có người đã chết, có người không đã chết ta. Cái nhà này của ai ta. Ủa, có mấy, hôm nay có mấy ông dân làng nữa nè. Hello. Bán nhiều đồ vậy. Wow. Ủa, có cánh cổng địa ngục luôn. Còn cái đường này đi đâu nè. Ui, có con ngựa nè. Ngựa của ai vậy ta. Wasabi. Đi thôi. Bắt con ngựa này đi luôn. Ủa, cái chỗ này được chỉnh lại rồi. Hello. Ủa, anh Gosia. Hello. Ủa, nhớ cái chỗ này hôm bữa nó lủng một lỗ này mà. Mọi người trong làng bữa giờ sửa lại hết rồi anh ơi. Trời ơi. Mọi người ơi, anh Gosia nè. Nabi anh Hachi. Rồi. Vậy. Còn cái máy không vậy? Cái chỗ này còn cái máy không vậy? Ê, quay ơi. Ủa? Hả? Quay, anh đâu vậy? Hello. Anh Hiha. Anh đi đâu rồi bữa giờ vậy? Đi xin sao không? Bớt tiền được quá trời cái này luôn. Mày. Hả? Nhưng mày ơi, bum bum bum. Hello Hiha. Đi đâu vậy? Hello, đi xin tôm. Ôi, mọi người đang xây lại làng hả? Đúng rồi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ở dưới này nó lủng một lỗ, ở dưới này trống trơn luôn. Hello. Hiha, có nhớ gì trước đó không? Nó nhảm gì vậy? Lê. Vậy là anh quên hết tất cả hiện rồi mà. Hiha, không nhớ gì luôn hả? Nhớ cái gì? Ông nhớ tên tôi là ai không? Thì bà là Jimmy nè, hôm bữa tôi biết rồi mà. Ôi, thấy được cái lỗ rồi nha. Còn nhớ nhà ông ở đâu trong làng nè ông Hiha. Nhà tôi làm gì có nhà, chưa xây nữa. Anh Hiha, nhà anh bên đây nè anh. Là gì? Nhà đâu? Ở đây nè. Ở xây đâu? Nhà này của ai? Nè. Không phải của cui. Ôi trời, tôi chưa có xây mà. Đúng rồi, là God mà, nhớ không? Trời là God đó, cũng đâu có nhớ gì đâu. Nhà hai em ở đây, em xây nhà ở đây, đừng đi đâu hết á. Ừ. Ông ở đây đi ha. Ở nhà này hả? Đúng rồi anh. Em thay ở cái chỗ này luôn nè. Từ tôi sẽ lên để tôi đập bớt mấy cái bờ lóc cho ông chưa. Nhưng mà không có cái gì để xây hết á. Mọi người có đi mang đồ nè, mọi người cho đồ nè, mọi người có đi mang đồ mà. À, đúng rồi nè anh. Đâu, gỗ hả? Xây nhà gỗ.
Úp. Thôi rồi. Mọi người không đi xây nhà đi, nhà mất kêu hết rồi kìa. Tôi muốn chỉnh căn nhà này lại phụ ông. Tại sao ông lại tự giết ông á? Tôi có tự giết tôi đâu. Đó. Ai mà ngu đi giết mình đâu trời. Thì đó có ông đó. Đâu, tôi thông minh là ngang, tôi mới đi ăn cắp được nè. Trời ơi, ăn cắp cái gì? Nè, cái nghệ mất. Ông lấy cái đó từ đâu ra? Trong cái căn hầm bí mật gì á. Đi ông, đi ông. Ờ, cũng được, hay là mình đi trước đi, giờ mình về mình xây sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tính hả? Từ từ, tôi xây cái nhà, cái đã. Một cái này nè. Rồi xong. À đâu? Nè. Ủa mà, ông có nhớ hồi đó ông thích màu gì không? Hồi đó tôi mới vô mà, hồi đó gì? Trời ơi, nhà quên hết thiệt rồi ư. Đi, 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 tôi sẽ dẫn cho bà đi nè. Ok, tôi cũng muốn tới cái chỗ mà ông nói, cái chỗ gì ông đã lấy đồ gì của ai đó. Đi đâu vậy? Đi chơi, đi ông. Đây. Đi đâu? Đi xuống cái hầm kia kìa, có nhiều cái này lắm nè. Ui, chứ chà hả? Tôi mới phát hiện ra á, ghê lắm á. Đi Nam ơi, qua đây phụ em tay nè cái đi. Đi ông, đi ông. Rồi đi. Nga rủ đi đâu nè. Đi, theo tôi. Đâu vậy? Đi, hồi nãy tôi đang đi sinh tồn, tôi đang đi tìm thú cưng á. Thì tôi thấy hiện ra được một cái đường hầm. Nó dẫn thú cưng? Một cái dèo tới đây luôn. Cái gì? Cái gì vậy? Hello, nè tôi thấy có con này dưới đây nữa nè. Ủa sao nhìn giống con người em? Wasabi. Tặng chị Yummy vậy? Wasabi. Em tặng chị Yummy mà. Con thật không vợ? Ủa em không có tặng gì cho chị đâu Abi. Tại em tặng con ngựa cho chị Yummy lúc mà chị Yummy thành gói mà. Chạy nó đi. Đi. Căn cứ gì á? Không biết nữa. Căn cứ. À, trong này có cái này ghê lắm á. Nè cái này nè. Ủa này chẳng lấy quay trái. Trong đó đó, trong đó có cái gì ghê lắm. Cái gì? Thảm họa. Đã chết. Con đù đã chết. Cái gì vậy? Ủa nha, đây là căn hầm bí mật mà ông nói là không cho mọi người biết mà. Ủa này của ai? Đây là của ai? Căn hầm của nhà hả? Của tôi bây giờ. Nó không cho mọi người biết mà. Tôi có xây bao giờ đâu á vậy ơi. Tôi chỉ biết là ở đây nó có cái phần này thì tôi không biết là gì cả. Nhưng mà tôi chỉ biết là phần trên đây ông đã từng nói với tôi là Jimmy ơi, bà có thể đi xuống đây và muốn lấy cái gì trong đây cũng được hết á. Ông đang chuẩn bị cho cuộc chiến mà. Tôi đã nói bao giờ đâu. Nhức đầu quá à, mọi người nói nhảm gì nhức đầu quá à. Làm được cái này đúng không? Mọi người cứ bảo mình là một tên hi ha nào đó đã giết hết tất cả mọi người và khiến cho Jimmy khóc buồn bã gì á. Mình thật sự nhức hết cả đầu và vấn đề này luôn, cứ nói hoài à. Không phải là cái này đúng không? Cái này là cái gì? Động thuốc. Quá trời thuốc luôn á. Có kiếm kim cương này nữa. Tấu vàng là nhiều đến như vậy. Tấu vậy sao lại nhiều đến như vậy được hả? Vô lý. Trước lúc mà ông biến thành gót thì ông đã dẫn tôi tới đây. Tôi biến thành gót gì trời? Tôi không biết phải nói làm sao cả. Nhưng mà ông là người đã xây nên cái chỗ này. Tất cả mọi thứ ở đây là đều là do ông xây hết đó nha. Ôi trời, nó xạo tôi đúng không? Thiệt, cái này là ông xây á. Tôi không có xây cái này nghe. Tôi mới vô có được có mấy ngày sao mà biết được. Lên. Ủa gì vậy? Nếu không vậy? Nó bí mật luôn. Tôi phát hiện ra á. Chính ông là người tạo ra nó mà. Mày ơi, trên đây nè. Đây là ở trên núi cơ mà. Tất cả mọi thứ nghe là ở trong cái núi này hả? Còn gì nữa? Theo tôi, tôi còn phát hiện cái này nữa. Đi theo tôi. Dạ. Cái gì nữa chứ? Bầm 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 bầm. Cái này ai xây vậy ta? Còn mày xây đó gì à? Không nhớ hả? Cái này cái gì à? Không nhớ cái gì đâu. Sao cái chỗ thế giới này thiệt là xịn luôn á. Có những người bạn nè. Còn có mấy cái xây cái gì nữa. Bây giờ phải nói sao ta không nhớ gì hết mọi người ơi. Ủa cái con đường này không lẽ là dẫn tới cái khu đúng chỗ này rồi. Ở chỗ này không ta? Chỗ này nào? Kìa. Đúng rồi. Trời lắm luôn á. Chỗ này là mộ. Tự nhiên có hai cái mộ này. Mộ của Jimmy là xác. Vậy? Tại sao lại là mộ của tôi xác là. Ủa tôi thấy có cái chỗ này nữa nè. Jimmy nhớ cái lúc mà Jimmy té xuống dưới bờ không là trên đó đó. Nè nhớ chị Jimmy. Đây chính là nhà của God Jimmy. Mà lúc đó thì chắc Jimmy cũng God không Jimmy. Nhớ gì đâu. God Jimmy. Đâu? Nhớ Jimmy đâu? God Jimmy là Jimmy của bây giờ nè. God Jimmy là của Jimmy bây giờ. Ôi giỏi được gọi hết rồi đó. Ồ hay ghê không? Tôi phát hiện ra đó. Tôi đi khám hiểm. Rồi tôi phát hiện ra mấy cái này nè. Ghê quá trời luôn, ngay chỗ này tôi có hai cái mộ. Rồi không hai mộ. Dạ ta. Quá trời đồ luôn, có hai cái khiên luôn. Mấy cái đó ông cứ lấy đi, mấy cái đó là những cái mà ông đã cho tôi á. Thôi, không lấy đâu, tôi không thích mặc đồ đâu.
thôi mọi người. Vậy thôi về xe làng đi. Đi thôi về xe làng đi. Mình sẽ tìm cách tụi mình cứu Iha đã. Hay tôi cứu Iha vậy. Tôi muốn ông trở thành lại một người bình thường, ông hiểu không? Không còn từ gót nữa. Không được, tôi mới chơi ở đây một chút xíu thôi à. Nếu mà người đó tới là tôi phải đi á. Người đó là người khác, tôi là khác, tôi cũng muốn chơi ở đây mà. Ok, vậy từ nay ông cứ có gì ông cứ kiếm tôi nha. Tôi sẽ biết được cái gì tôi sẽ giúp ông, hiểu không? Ok, đi thôi, đi về làng thôi. Mình đi về làng thôi. Thôi đi đi. Dạ. Trời ơi, bây giờ xây nhà là lâu lắm luôn. Tôi đi kiếm thêm gỗ đây. Mọi người cứ ở nhà xây làng đi nha. Biết rồi. Xây nhà nhanh lên. Ông đi xây nhà đi, nhìn tôi vậy. Ông có thích màu này không Hi ha? Tôi đã tìm được mấy cái block màu này nè. Thôi, nhà tôi thích tự xây à. Thì tôi cho ông thôi mà, ông tự xây. Thôi, tôi thích màu đó đâu, không cần đâu, li luôn. Mà ông có đồ ăn chưa? Có 17 trái táo rồi. Chơi vậy, có thịt chưa? Không có thịt, có 17 trái táo thôi. Cho thịt nè, lấy không? Đâu, nhưng mà đây rồi, đang xây rồi. Vậy thôi, để giữ giùm nha, lát nhớ nhắc nghe. Ok nghe. Xịn quá, có cần tôi lắp sàn lại giùm không? Không cần. Nhà ông bây giờ là bự nhất làng luôn đó Hi Ha. Nè nghe, tôi nói ông nghe cái này nè. Ta kêu tôi là Hi Ha hoài vậy, tôi là God Hi Ha. Cái tên của người ta cứ kêu nhầm hoài, bực cả bội. Ok, được rồi, God Hi Ha. Rồi. Tuy tôi không có mạnh nhưng mà ai đụng tới ông, tôi sẽ xử đứa đó giùm, ok không? Ai mà đụng được đánh tôi được, tôi mạnh lắm á. Đừng hoài. Wow, cảm ơn mấy người này tốt thiệt chứ. Mới cho mình 64 cái này để mình làm đèn nữa chứ. Thì hãy 1, 2, 3, 4. Trời ơi, đèn này đâu tới hôi tới hù. Dơ bay từ lưa luôn rồi. Đó, la. Hello. Nói đúng rồi, nhà sáng nè. Đúng chưa? Tôi mà xây sau một bé là nhà tôi là đẹp. Lên thôi, đi lên coi thử. Wow. Đẹp ghê mấy bạn. Wow. Này là để đồ. Còn ở ngoài mình đang ngủ. Wow, nhà của mình thiệt là xịn, hello. Hello. Nhà xịn quá ta. Vô coi ấy. Wow, bự quá. Ở này để đồ được nè. Đúng rồi, có hai căn phòng luôn. Thôi chờ ở ké đi. Thôi, không được ở ké đâu, chờ ở một mình thôi. Dạ. Ở một mình thôi, không ở ké, không chờ ở ké đâu. Lily luôn. Nè, cho thịt nè. Đâu? Rồi chờ ở ké đi. Thôi, không chờ ở ké đâu. Wow, nhà tôi thiệt là đẹp. Nhà ông tôi nghĩ là vẫn bị thiếu đèn á. Ui. Thôi tối vậy cho nó bí hiểm. Đi ra xây nhà xong rồi. Còn cái gì? Chạy. Nhưng không có gì hết á. Đây chạy qua. Tôi lắp cái hàng rào nè. Cho xin mấy cái gương đi. Cho xin mấy cái gương đi. Cho con cái nóc. Nè. Gương nhiều hơn. Mấy cái nè. Đó kìa anh. Đó. Rồi. Có rừng khóa không? Gương nào khóa? Wow. Phòng ngủ của ông đâu vậy Hi Ha? Chưa xây phòng ngủ. Người ta ẩn trong cái này nè. Wow, đó, nhà kho. Trong đó. Đâu? Một cái giường. Để đâu đây ta? Đây đi. Xinh liền. Thôi ghê. Nhạc quá à. Đâu? Đó, xinh rồi. Quá đẹp. Đúng rồi, mọi người xây về nhà, xây nhà thêm đi. Trời ơi, nhà mọi người không xây cái gì hết trơn vậy. Ok, tôi đi sửa nhà tôi đây. Thôi, video này đến đây là vậy là được rồi. Các bạn nhớ like, share để ủng hộ thêm cho mình nha. Bây giờ bye bye.